Bà nội là người quyết định yêu cầu Vũ Linh phải đưa Hồng Loan về nuôi vì là máu mủ. Miền ký ức viết theo yêu cầu của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, nơi chất chứa đủ mọi cung bậc cảm xúc trong cuộc sống mà cố nghệ sĩ đã trải qua, một khoảng lặng ở góc nào đó trong tâm hồn của cố nghệ sĩ mà tôi thấy được, cảm nhận được. Dù vui hay buồn, anh cũng luôn mỉm cười và mạnh mẽ vượt qua, bởi vì anh không sống cho anh, mà anh sống cho gia đình, cho cái nghề, cho khán giả và cho cái nghiệp mà anh đã chọn. Cảm ơn anh đã cho em biết những điều mà khán giả yêu thương anh họ chưa bao giờ được biết. Em xin hứa sẽ kể ra những điều rất thật, sự thật sẽ tìm được sự đồng cảm của quý cộng đồng mạng đang yêu thương và bảo vệ Hồng Loan. Trước khi tham gia drama này, tôi thường xuyên lên mạng theo dõi tin tức về diễn biến câu chuyện. Một câu mà tôi được học từ các anh chị YouTuber và bây giờ tôi vẫn luôn áp dụng từng ngày từng giờ cho tới khi nào tôi rời khỏi drama này, giữ một cái đầu lạnh và một tinh thần thép. Vâng thưa quý vị, khi quyết định đăng bài viết đầu tiên gửi cô em họ Lê, tôi đã chuẩn bị cho mình một cái đầu lạnh và một tinh thần thép để đối phó với phe đối lập về mặt pháp lý. Tôi cũng được tư vấn từ những luật sư để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Về mặt tư tưởng, tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng khi phải gặp trường hợp xấu nhất. Đối với nghệ sĩ Vũ Linh, tôi không bà con họ hàng, không thường xuyên gặp gỡ, không quan hệ thầy trò, chỉ là anh em đồng nghiệp từng tiếp xúc gặp gỡ qua những lần diễn chung. Và thân nhất là lần đầu tiên anh qua Mỹ du lịch. Phượng nói không biết tôi là ai, nhưng Nga biết, chị Sáu biết, anh Bảy biết, chị Sèo biết. Và nếu tính khoảng 300 nghệ sĩ đi đám tang anh Năm thì cũng khoảng 200 vị biết tôi là ai. Ni là ai? Lộc Vườn Cây là ai? Những người đang ủng hộ Hồng Loan là ai? Tại sao mọi người có mặt trong drama này? Và nếu những người kia không đưa đơn kiện mà họ âm thầm nắm quyền điều khiển Hồng Loan như trước giờ họ vẫn thường làm? Họ điều khiển Hồng Loan từ rất lâu và thậm chí họ dùng những lời lẽ khích bác để biến Hồng Loan thành một loại người như họ muốn. Rồi sau đó họ lại đi thay mặt xin lỗi phân trần để Hồng Loan bị người ta xa lánh cô lập, còn họ sẽ được người ta yêu thương và ủng hộ. Cái dễ sợ là ở chỗ đó. Đây là một trong những lý do để tôi khẳng định việc chiếm hữu tài sản của cố nghệ sĩ là một kế hoạch trong sự toan tính từ rất lâu. Và nếu không có người mách bảo Hồng Loan kịp thời sang tên chủ quyền tài sản thì chuyện gì xảy ra chắc mọi người cũng biết. Kế hoạch chặt chẽ từ thu âm lén quay clip, nội gian, ngoại gian, trung gian, đánh cắp tư liệu từ điện thoại, điều khiển hệ thống camera trong nhà, tạo nhân chứng giả nhằm dẫn dắt cộng đồng mạng cô lập và đánh tráo thân phận bằng buổi họp báo ngày 7 tháng 3 để danh chánh ngôn thuận có quyền quyết định tất cả mọi chuyện. Và họ tin chắc các nghệ sĩ vì yêu thương anh Năm sẽ không ai lên tiếng. Điều này thì họ đúng và chắc chắn kế hoạch sẽ thành công, cho nên mới dám hùng hồ tuyên bố nhà này mẹ Phượng với Phượng ở, còn Loan ở bên chồng. Thỉnh thoảng về bên này làm ô xin cho Phượng rồi đi. Rồi giờ Phượng ở đâu vậy Phượng? Sao Phượng không sống bình thường như mọi người mà Phượng và mẹ Phượng sống chui lủi lén lút, chỉ biết con đường từ nhà lên quận Phú Nhuận để gửi đơn kiện chứ không dám đi đâu hết. Phượng quên trong cuộc sống này còn hai chữ tâm linh, và vì cậu Phượng tên Linh nên ổng chết và rất linh. Thưa quý vị, thoạt nhìn tấm hình phía dưới thấy nó rất là bình thường như những tấm hình của bao gia đình khác, nhưng nhìn kỹ, ngẫm nghĩ một hồi mới thấy có một cái gì đó đau đau. Anh đâu? Anh hiện diện trong buổi họp mặt gia đình chỉ bằng một bức chân dung, bởi vì anh bận bôn ba với những chuyến lưu diễn, ra đây mai đó, để mẹ, các em, con và cháu không phải bận tâm vì bốn chữ cơm áo gạo tiền. Nụ cười hạnh phúc của mẹ, nụ cười rạng rỡ của hai em, nụ cười hồn nhiên của con và cháu được đổi bằng mồ hôi nước mắt và tâm huyết của anh. Anh gánh lấy trách nhiệm trụ cột gia đình, anh bắt buộc mình phải cố gắng nhiều hơn, phải hy sinh nhiều hơn. Và đó cũng chính là động lực để anh phấn đấu và thành công. Là một nghệ sĩ nổi tiếng, chung quanh anh luôn có nhiều khán giả ái mộ và cũng không thiếu những bóng hồng. Từ ái mộ rồi si mê, họ là những người giàu tiền lắm của, sẵn sàng bao bọc và lo lắng cho anh suốt cuộc đời. Hiện nay có người còn, người mất. Và có người đang cùng tham gia drama này, chỉ cần anh gật đầu, anh quên đi các em và cháu, anh sẽ có tất cả danh vọng, tiền bạc và hạnh phúc và có thể lo được cho mẹ và con đến suốt cuộc đời. Nhưng không, anh đã hy sinh cái hạnh phúc của mình vì em, vì cháu. Lần đầu tiên qua Mỹ du lịch, nhiều bộ show đã liên lạc và mời anh diễn với số tiền thù lao rất cao, nhưng anh đều từ chối. Tôi hỏi anh, không nhận show, lấy tiền đâu mà xài? Anh cười khẩy, anh nam em mà lo gì? Rồi anh gọi phone cho ai đó, chiều có người đem tới cho anh 5.000 đi shopping. Tôi hỏi ai đưa cho anh vậy? Anh cười và nói, chị Năm Hụt của em. Ngân Nga cảm xúc chỗ này một chút, để nói về mợ Năm, mặt mâm của về biết.
Anh Nam nói đi shopping là có người cầm 5.000 đưa ngọt sớt không cần kêu gọi quyên góp để mang tai tiếng, rồi sau đó ca bài ca, không yêu em đồ quà. Mở năm mặt mâm của ve so về tài sắc không bằng mấy chị kia, tiền bạc không bằng mấy chị này, rồi cửa nào mở mơ tư tưởng làm tri kỷ hồng nhan của anh Nam phải mở. Tiếp tục nha cả nhà, thời vàng kim của anh làm việc cực lực. Thu tiếng quay hình đi diễn liên tục, một ngày ngủ vài tiếng, đụng đâu ngủ đó. Anh đã không sống cho riêng anh, ngoài con và mẹ anh, còn phải lo cho các em và cháu. Anh trả nợ cho các em hết lần này tới lần khác. Thậm chí có lần, anh Năm này phải nhờ chị Năm kia điều đình với anh Năm nọ để bảo vệ đưa đứa em gái của mình. Anh làm tất cả những điều đó là vì mẹ, bởi vì anh rất thương mẹ. Anh tâm sự với một nghệ sĩ, lúc anh vinh quang thì mẹ không còn, cho nên anh phải bảo bọc che chở cho các em vì muốn mẹ yên lòng nơi chính suối. Thương anh cho tới ngày nhắm mắt vẫn chưa được cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Bức ảnh gia đình đã gần 30 năm, anh và mẹ giờ đã về miền đất Phật, nhưng chắc chắn hồn sẽ không thanh thản vì những người còn lại không còn là một gia đình, là hai phe đối nghịch, là ba chống một. Giữa họ, hai chữ yêu thương giờ đã thành hai chữ hận thù, thậm chí có thể một mất một còn. Tấm ảnh gia đình là một bằng chứng hồng loan với họ đã từng là một gia đình, và nếu họ mở miệng phủ nhận thì người ngồi giữa là ai, và sự hiện diện của người đó không đủ xác nhận, không đủ chứng minh thân phận của Hồng Loan hay sao? Chính mẹ là người quyết định, chính mẹ là người chấp nhận và chính họ là người phủ nhận. Ôi cái đạo đức làm người của họ sao quá đáng kinh sợ. Hỏi anh Năm sao uống bia hút thuốc nhiều vậy? Anh trả lời: quen rồi, hồi đó mỗi lần buồn gia đình là tìm đến bia rượu, dần riết thành quen, và chỉ có lúc say anh mới có thể quên đi những lo toan nhọc nhằn và hai chữ trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của anh. Nghệ sĩ Vũ Linh nổi tiếng là nghệ sĩ Vũ Linh tài năng, nghệ sĩ Vũ Linh thần tượng của hàng triệu khán giả, và hàng triệu khán giả đó có bao nhiêu người được chứng kiến những khi anh tuyệt vọng nhất. Tôi đã may mắn thấy được điều đó. Trời mưa lất phất trong một quán cốc trên đường Lê Quang Định, áo sơ mi trắng quần tây nâu, mang đôi dép ngồi nhậu một mình. Tôi và chồng Bình Tinh đang ăn ốc trên đường Cô Giang. Anh gọi và hai anh em chạy tới, hỏi: chuyện gì vậy anh Năm? Lại buồn chuyện gia đình. Cả đời anh hai chữ gia đình ít khi nào mang niềm vui tới cho anh. Niềm vui của anh chính là khán giả, là sân khấu, là những vai diễn. Những ngày cuối đời khi nằm trong bệnh viện, cứ một tuần là anh đòi về, không chịu ở lại chữa trị. Anh sốt ruột, lo lắng vì nghe nói Hồng Loan dẫn mấy đứa cháu ngoại qua chơi, sợ nằm bệnh viện không gặp được tụi nó. Con người là vậy, khi linh cảm mình sắp rời khỏi, họ chợt nhớ ra là mình cần phải làm một điều gì đó để bù đắp, để tha thứ, để yêu thương. Và người anh cần là vợ chồng Hồng Loan và các cháu. Nhớ, chỉ là vợ chồng Hồng Loan và các cháu nha Phượng. Nhét chữ vào miệng người chết, tôi thù ghét câu nói đó vô cùng, nghe tàn nhẫn quá, độc ác quá. Nhưng dù sao còn đỡ hơn họ, họ đã ép người chết phải chấp nhận, phải yêu thương, phải làm anh, làm cậu với những người cả đời anh luôn hy sinh vì họ. Nhưng với anh, họ lại sống bằng sự toan tính lợi dụng, khốn nạn đến nỗi căn nhà và mấy miếng đất, tài sản cuối đời của anh, họ cũng muốn chiếm hữu. Bởi vì đối với họ, sự hy sinh, máu, mồ hôi và nước mắt của anh đổ ra cho họ vì họ vẫn chưa đủ, thiếu tiền trả tiền, thiếu vàng trả vàng. Nhưng cả đám người này cả đời sẽ không bao giờ trả được một thứ quý giá nhất mà họ đã cướp đi của anh, đó là hạnh phúc. Phượng thật là đáng thương. Ánh sáng vẫn sáng bừng bừng, nhưng bận soi nhà khác rồi Phượng à. Của mình là của mình, dù có chiếm được nhưng vốn dĩ nó đã là của người khác. Đeo mặt nạ cả đời không mệt mỏi hay sao? Quá dễ